Không biết nay là ngày gì mà thấy bị bỏ nhà một mình nữa rồi á. Đừng, cái chị đẹp rất tâm lý, biết có đồ ăn mình dễ gì mà buồn. Nên để sẵn ổ bánh mì chả cá nó thơm, tự nhiên cái mình tỉnh gì liền. Mà cái món nào lâu rồi chưa có ăn, nay ăn lại cảm giác nó cứ bồi hồi sao xuyến chưa có đã gì hết. Nên sao xuống bếp tìm được cái dĩa bánh bèo con này. Mà tính ra còn có nhiều ngày nữa là tới Tết rồi, nên dạo này chị đẹp bận rộn hơn hẳn. Nhưng nhìn tới nhìn lui lúc nào nhà cũng có sẵn đồ ăn hết trơn, bởi vậy không có lo bị đói. Giống như tự nhiên xuất hiện cái hộp quà này nè, chắc ai tặng chị đẹp quá. Cái này chưng Tết là quá hợp lý luôn, nhưng mà mình nôn Tết quá cho xin miễn nha. Tự nhiên thấy mấy hộp bánh này con mắt mình nó sáng rực lên luôn á. Cái hộp bên ngoài nhìn đã sang xịn rồi, mà ở trong còn có nhiều loại bánh mình thích nữa chứ. Bởi ai tặng cho chị đẹp cái hộp này mà tâm lý dễ sợ. Toàn là những hương vị quen thuộc của Orion, từ người lớn tới trẻ nhỏ đều ưng cái bụng. Mà không biết mình thuộc cái tiếp người lớn hay trẻ nhỏ mà thấy cái bánh nào cũng khoái hết chưa. Khoái nhất là cái bánh gạo tảo biển này nè. Cắn như một cái vị mặn mặn ngọt ngọt mà nó thơm lắm kìa. Mà xí lượm cái chocolate cacao này ăn cuốn ghê luôn á. Mà không hiểu tách ra chi cho nó tè le luôn. Giận quá nên mình đẩy thêm mấy cái nữa là tổng cộng mấy cái rồi ta. Đếm xương xương hình như cái hộp này cũng 7-8 loại gì đó. Đang ăn tự nhiên nhận ra có cái gì đó sai sai. Hình như mình ăn sắp hết rồi đó. Rồi bây giờ đi giấu hay đi mua hộp mới đây ta?